Hello các bạn, lại tiếp tục các bạn ơi. Thực dược đổi cờ các bạn nhé. Bông này là bông nhánh rồi, không còn là bông chính nó đã rụng rồi các bạn. Hôm trước mình đi thụ phấn cho nó, không biết là nó có đạt không các bạn ạ. Đây các bạn ơi, màu đỏ cờ và màu cam này, hai sắc độ nó khác nhau nhé. Form hoa thì nó giống nhau, form thân nó cũng giống nhau luôn, nhưng màu cam thì nó cứng hơn các bạn. Và màu cam thì bán nó cũng được giá hơn nữa. Màu đỏ cờ này thì bán thường nó không được giá, tại vì là nó sẽ dễ bị bạc màu ấy, chứ màu nó không đậm đẹp như của mình thế này đâu. Bản thân cái chỗ này đất mới nên là nó vẫn đậm đẹp lắm, chưa phải cho phân nhiều. Màu cam thì nó ít khi nó nội nhụy ấy, còn màu đỏ cờ thì nó dễ nội nhụy lắm. Đây này, bạn nhìn thấy không? Nhị đấy. Còn cam này, các bạn nhìn này, bông bé như thế thôi, nó cũng gần như nó không có nhị. Cái cây này là cây cam đào các bạn ạ. Cam này là cam có giá nhất này, nó với cây miến ấy, cây biến nội ấy, là hai cái màu mà khi cắt cành là có giá nhất các bạn. Nhưng màu cam này thì nó không có trồng, không khó trồng như cây miến ấy. Ô mà hình như năm nay mình không còn cây miến nào rồi các bạn. Đây các bạn ơi, sự khác nhau thì nó không có nhiều sự khác nhau, mà giá thành thì nó lại khác nhau rất là nhiều, không thể hiểu nổi các bạn ạ. Mình thì cái nào mình cũng trồng hết, mình không có lặng nhẹ nội hay là ngoại. Mỗi cây nó đều là cái niềm tự hào của cái người lai tạo ra nó cả các bạn ạ. Họ đều phải mất rất nhiều công để lai tạo ra đấy. 20-30 năm trước thì đỏ cờ cũng là giống ngoại thôi, không có cái gì kỳ lạ cả. À, tiện thể màu cam này, đây là cam đào các bạn nhé. Mình quay sang đây cho các bạn cam nghệ này. Đây các bạn, cam nghệ. Màu sắc nó nhạt hơn và nó lộ nhụy các bạn này. Hai cái cam khác nhau, màu nó nhạt hơn hẳn đấy các bạn. Nhưng mà cái cam nghệ thì nó hoa nó to hơn hẳn cam đào các bạn nhé. Và cây của nó cũng khỏe hơn nữa, nó cứng hơn, nó không dễ bị đổ như là cam đào. Đây, cam nghệ các bạn. Cam nghệ nha, sai hoa hơn cam đào nữa các bạn. Còn có một loại cam nhạt nữa, nhưng mà mình hình như mất giống rồi. Đỏ Hà Lan đây. Có cái loại mai vàng cũng là đột biến từ cái loại này này các bạn. Nhưng mà mình thấy cái loại này thì khá là đẹp. Riêng về đỏ Hà Lan này thì nó có hai giống, một giống lá phẳng ấy. Đây của mình là giống lá nhăn, nó sẽ nùn hơn, nó đã có hoa rồi. Còn giống lá phẳng này nó sẽ cao hơn các bạn nhé. Hoa của nó thì tương đương nhau thôi, không có gì khác nhau cả. Nó chỉ khác nhau về chiều cao cây đấy các bạn. Đây. Tôi không biết nói gì về cái này nữa. Chào các bạn nha.